Thế thì thưa các cụ các mợ, thì cái bài thơ nó nguyên văn là cái tên họ họ tên của nó là cái gì nhỉ? Học trò ta ăn mày. Thì cái nguyên văn của nó là thế này: ở gần bến Sài Gòn có một người hành khất, gậy chấm dày mặt đất, chiếc dậy cùn hai đầu, ngày ngày mặt trời mọc, cha và con dắt nhau, cây đàn buông trước ngực, dây trùng nỗi lo âu. Cha mù hai con mắt, nhìn bằng đôi bàn chân, con đi trong ngơ ngác, tay ngựa nón tay đàn. Con hỏi cha nơi đến, cha hỏi con nơi dừng. Bao nhiêu người ghé bến, ai thương ai dửng dưng. Thầy vừa tan cuộc rượu, hồn còn tràn trề say, gặp trò rồi chợt hiểu, thì ra nó ăn mày. Các cụ các mợ thấy thơ hay không ạ? Các cụ mợ thấy thơ hay thì nai cho em một nai nữa. Thế thì báo cáo các cụ các mợ là em bảo đây là một bài thơ của một ai đó tồn tại trên một cái không gian nào đó, mà là ra đời trong một cái hoàn cảnh nào đó. Thế thì cũng có thể là nó là ở cái chỗ là bi thương bi phẫn gì đó, bị biên ải thay đổi đến một số từ nào đó. Thôi thì cũng đã đọc cái bài thơ đó rồi thì biên ải sẽ bình luận về trên cơ sở gì nhỉ? Ngày xưa mình được đi học có bao nhiêu chữ nghĩa thì hôm nay là dở hết ra để để vận dụng vào bình luận một chút trên cơ sở hết hết sức nhân văn ở trong cái xã hội ta một số tí đó. Không biết nói như nào bây giờ cho được, nhưng mà những cái thân phận, những cái kiếp người ăn mày nó khổ lắm các cụ các mợ ạ. Thế bây giờ chúng ta gọi là đã là cái bài thơ nó tồn tại trong không gian nào đó ấy, nhưng mà cái chất của nó rất là thuần Việt, thì nhà cháu cứ tạm gọi đây là cái thơ Việt Nam đi, nhưng mà rõ ràng là cái giọng điệu thơ này là thơ hiện đại. Thế thì ta mới nói là trong cái dòng thơ văn của thơ ca của Việt Nam đương đại ấy, người ta, chúng ta, hay là con người ta, hay là khán giả thính giả vân vân, bắt gặp rất là nhiều cái tiếng thơ ngân vang, cái niềm cảm thiêng thương da diết trước thân phận con người, phải không? Mà thì là rằng mà ấy, thì cái chủ nghĩa dân nhân văn và nhân đạo thì nó là cái dòng chủ lưu, cái chủ nghĩa nhân văn nhân đạo ấy là cái mạch nguồn chủ lưu, và nó là cái dòng chảy không bao giờ dứt, nó là cái suối nguồn không bao giờ cạn. Chúng ta thấy trong thơ cổ xưa xa xưa, như là của cụ Nguyễn Du, như là của Hồ Xuân Hương, như là vân vân và vân vân cho đến các nhà thơ hiện đại, thì người ta bao giờ cũng có những cái gì, cái nhân vật tiêu biểu cho cái thế giới và những cái con người nó yếm thế, nó kém may mắn trong xã hội. Tôi chỉ xin lỗi các cụ các mợ, bây giờ trí nhớ nhà cháu là cũng kém rồi, cho nên nhà cháu cũng không nhớ được để nhà cháu viện dẫn ra nữa. Các cụ các mợ thông cảm cho nhá. Thì nhà cháu thì không biết như thế nào, hay là người đọc nữa, cũng có thể là có người, rất là nhiều người đọc bắt gặp được cái bài thơ là người ăn mày ta ăn mày như thế này ở trên cái thi đàn Việt Nam rồi đấy, nhưng mà nhà cháu cũng cũng kể ra cũng là một cái người may mắn được gặp. Thế thì trong giữa những ngàn vạn trang thơ, bài thơ, lời thơ nó tiêu biểu đấy, thì cái bài thơ học trò ta ăn mày, hay là người ăn hay ta ăn mày này, thì đúng là bây giờ nói thế nào để cho nó dễ hiểu các cụ các mợ ơi, người ta rất cảm thương với cái cha con người ăn mày trong bài thơ này. Và công bằng một câu, thưa các cụ các mợ, là công bằng một câu, xưa nay là nói bảo là để hiểu một lần thì nó khó lắm, nhưng mà nói đơn giản, giản nôm na giản dị này, đọc thơ là nghe trộm tiếng lòng của nhà thơ mà. Thế là đây là một cái có thể là đây là cái lòng trắc ẩn, cái sự xúc động dưng dưng và cái nỗi niềm
nó thiết tha, nó khắc khoải trước cái số phận con người hành khất giữa cái buổi, cái thời kinh tế thị trường rộng mở, cái xã hội phẳng 4.0 ấy, giữa một cái người ăn mày, giữa một cái trí thức lẫy lừng đã từng làm quan ở bên Mỹ mà bây giờ lại phải trôi dạt về cái xứ Đông Dương, cái xứ Sài Gòn khổ sở này để ăn mày. Thế thì nó cũng thôi, thì cũng xuất thân của người ta thế nào thì cũng mặc kệ, thì âu là cái số phận trôi nổi trôi ăn mày thế này ấy, thì nó cũng là đáng thương lắm rồi. Khi mà cái ăn cái mặc, cái xã hội cái thời này ấy, nó không, cái ăn cái mặc nó không còn là cái nỗi ám ảnh đến đến đời sống con người nói chung nữa, thế mà vẫn còn tồn tại những cái số phận như thế này ấy, đúng là nó ám ảnh, nó quặn thắt tấm lòng, phụ lòng nó xót xa lắm. Đúng cái kiếp nhân sinh của con người ta thật là vô thường. Nó vô thường ơi là vô thường. Thế là các cụ các mợ cho phép em đọc lại 4 cái câu thơ đầu tiên xem nó vô thường là nó khổ sở như thế nào. Về cái vị trí, về cái con người, về cái hoàn cảnh khổ đâu. Nhà cháu xem lại cho nhà cháu để đâu vậy? Dạ, cháu đây vậy. Ở gần bến Sài Gòn có một người hành khất, gậy chấm dày, chiếc gậy cùn hai đầu, thật khổ. Đúng là nói là thi phẩm thì cũng đúng, mà không nói là thi phẩm cũng đúng, nó tả thực cũng đúng, mà nó có một cái sự gì đó nó xót xa thì cũng đúng, xót xa trong cái thật chứ không phải là xót xa trong cái mông lung lãng mạn. Thì người ta đã giới thiệu tác giả ấy, đừng nói người ta để oan quá, cái tác giả này đã giới thiệu được một cái không gian vô cùng quen thuộc nơi những người hành khất xuất hiện, đó là ở gần bến Sài Gòn. Ờ đúng rồi, gần bến Sài Gòn, cái bến thì trên bến dưới thuyền thì thường thường là nơi được phồn hô hoa đô hội, nó tấp nập, không, cái hoạt động kinh doanh, rồi là nói chung là cái phồn hoa đô thị nó hiện thân cho là nó tượng trưng cho cái sự là gì, phồn hoa là cái giàu có, đúng không ạ? Ở gần bến Sài Gòn có một người hành khất, nó không thuần túy chỉ là một địa điểm, một địa danh cụ thể, đó phải xác định nó là một cái không gian nghệ thuật, nó là một không gian nghệ thuật đầy ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Nó tồn về ám ảnh về cái gì thưa các cụ ông mợ? Ám ảnh không phải là cái phồn hoa đô hội đâu, nó ám ảnh về cái kiếp người vô định nổi trôi, nó chuân chuyên, nó đau khổ, có đúng không? Lý do là cái kiếp con người nó lưu lạc, nó bèo dạt mây trôi, cái nơi ngay cái cạnh bến Sài Gòn, trên bến dưới thuyền, thì cái này là cái bến nước thì mênh mang sóng nước, nó lại là những cái nơi của những cái kiếp người là gì, giật giờ ba chìm bảy nổi chín, cái nhấp nhô bèo dạt mây trôi đưa đẩy, có khác gì cái thân phận người hành khất không? Đúng là mượn cái bến với những cái bông hoa trôi giật giờ ấy, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ấy, nó vô vọng lắm. Hoa trôi man mác được biết ra về đâu ấy, xin lỗi biên ải lan man nhưng kiều mình thì cái hoa trôi man mác biết là về đâu giữa một cái cửa bể cửa sông thế này, đúng đấy, hoa nó mong manh, nó yếu ớt, nó là biểu trưng cho cái đẹp, nhưng mà rồi nó sẽ giặt trôi, nó tan tác vô định, có đúng không? Thế mà mượn một cái hình ảnh trên bến dưới thuyền như thế này lại ám vào đúng một cái gì, cái cha con của người hành khất. Hồi sao mà cái kiếp người nó phù du, nó lạc loài, nó vô định và nó khổ đau đến như thế. Và người ta không bao giờ chú trọng miêu tả vào cái hình ảnh người hành khất về diện mạo, về quần áo, mà người ta lại tập trung vào cái gậy. Ôi cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cái gậy này nó có một cái điều đặc biệt hơn tất cả những cái thứ gậy ở trên đời. Ví dụ như trong mơ ước về cuộc sống công bằng ở trong miền cổ tích xa xăm ấy, thì có cái chiếc gậy
sinh tử, đầu đỏ thì sống mà đầu đen thì là chết, đúng không ạ? Dùng đầu một đầu hai một cái gậy có hai đầu, một đầu chỉ vào người ta thì người ta chết, một đầu chỉ lại thì vào người chết thì người ta sống lại. Đấy là cái ước mơ muôn đời về một cái xã hội nó công bằng. Đấy, nó không có một cái người nó áp bức, nó dồn con người ta đến đường cùng nữa. Đấy, khát vọng công bằng trong cuộc đời. Nhưng ở đây chiếc gậy của người ăn mày trên bến dưới thuyền ở cái vị trí này là gì? Nó giống, nó vô cùng tiêu biểu, nó vô cùng ám ảnh, phải nói là ám ảnh. Cái tín hiệu nghệ thuật này nó ám ảnh người ta về cái cuộc đời bất hạnh. Nó vô cùng bất hạnh ở cái chỗ là người hay, ở cái hình ảnh là người hành khất này nó mù cả hai mắt, mù lòa cả hai mắt. Mù lòa cả hai mắt à? Đấy. Mù cái cục cơ mỡ. Lúc nãy nghe em đọc ấy, như chiếc gậy cùn hai đầu, ôi đau đớn thay. Có nghĩa là người ta cầm cái gậy người ta chống theo cái thói quen, đâu là đầu, đâu là cái tay cầm theo thói quen, và đầu kia chống xuống đường. Có lúc vì đau khổ quá, đói khát quá, chỉ cần biết dựa vào cái đôi mắt của mình là cái gậy thôi, nhưng còn không thể đủ cái cảm quan, cái chi giác của mình để nhận thức được đâu là cái tay cầm, đâu là cái đầu gậy chống xuống đất nữa. Chiếc gậy cùn hai đầu, có thể nói là người viết ra cái bài thơ này vô cùng thấu hiểu một cái hành trình, gọi là cái hành trình, dùng cái từ gì này? Xa xôi, xa, đúng rồi, xa xôi, cái hành trình gian lao khó nhọc của cha con người hành khất trên bao nhiêu chặng đường mà người ta đi qua, mà người hành khất đã đi qua. Nếu như mà không thấu hiểu được, không thấu hiểu được cái tâm tư, cái tâm trạng và cái trạng thái tinh thần, cái sự mệt mỏi, cái sự đói khát đến nỗi là mờ cả nhận thức, mờ cả lý trí, không nhận được đâu là cái đầu tay gậy của mình cầm ấy, người ta không thể viết được cái câu thơ là chiếc gậy cùn hai đầu. Và không thế thì không làm sao người ta hạ được ra, người ta viết ra được cái câu thơ tiếp theo nữa là gậy chấm dày mặt đất, gậy, chiếc gậy cùn hai đầu. Nó có đau đớn không các cụ không ạ? Đấy. Đau vô cùng là đau. Đau khủng, đau khiếp ấy. Đúng không ạ? Ôi trời ơi. À, con rất cảm ơn các cụ. Cụ thì chúc con bon miệng, cụ thì chúc con thế này ấy chết này. Nhà cháu bẩm cụ AK, cụ nhón tay làm phúc cho cháu một nai. Yên Bái lãnh đủ tiền từ thiện với đủ tiền ăn sáng. Nó bình tĩnh đã, Yên Bái. Thôi thì thêm thì không biết thế nào nữa. Đấy, cái nhà cháu mới bình luận xong mỗi cái khổ thơ đầu là cái hình ảnh tiêu biểu nhất là cái gậy cùn hai đầu và nó chống dày mặt đất, đau lòng quá. Các ông đi qua, các bạn đi lại, nó đau không? Đau khổ mênh mông, nó đi đến tận cùng của cái sự đau khổ ấy, nhưng mà nghe ra cái sự đau khổ của nó vẫn còn mênh mông nữa. Khổ ơi là khổ. Bởi vì sao lại như thế ạ? Người ăn xin ấy vốn dĩ là con đường ăn xin của người ta đâu có đi, người ta có đi đến những cái nơi hoang vu, đi đến cái làng xa xóm vắng làm cái gì? Người ta đã đi ăn xin ăn mày là người ta phải đi qua phố phường làng mạc chủ phú, cứ mỗi bước đi thì phải dò dẫm theo chân người khác, dò dẫm theo cái chân người con, và trong cái tâm trạng nó đói khát, mất hết cả mờ hết cả lý trí, còn không còn chi giác nào để mà nhận biết đâu là đầu cây gậy nữa ấy, thì chiếc gậy nó đã bao lần phải cùa quạng, nó phải xoay sở, nó phải liêu xiêu giữa cái dòng đời, giữa cái chốn đông người, nên nó mới phải chấm dày mặt đất như thế. Có đúng không các cụ các mợ? Đấy. Nếu như ta nghĩ sâu xa thêm một tí nữa ấy, những cái dấu chấm của chiếc gậy này không biết là nó đã đủ loang phủ dày cái mặt đất này hay chưa. Nhưng mà nhà cháu có cảm giác là câu thơ này ấy,
nó cái thuần tả về cái đầu gậy nó chấm trên con đường cuộc đời của người ta thôi, nhưng mà nó sắc lạnh lắm, nó sắc lạnh, nó lắng đọng cái tình thương của người viết ra lắm. Nó cái tình thương của con người với con người mà dành cho người ăn mày thì cũng là tình thương, gọi là người với người sống để yêu nhau mà. Đấy, cho nên là trừ cái chỗ này ấy, thì các cụ các mợ, học trò của nhà cháu nó dù sao đi chăng nữa ấy, thì khi cửa sống cháu nó hết rồi ấy, cháu đã chuẩn bị tinh thần làm người ăn mày rồi ấy, thì các cụ các mợ cũng hết sức cảm thông và nhón tay làm phúc cho cháu nó. À, một lần view một lần like, chứ không thế gì, bây giờ cái kênh của cháu ấy thì nó đã là một cái kênh nổi tiếng thế giới rồi, mà một clip của cháu đưa ra ấy thì cũng có 5.000, 7.000, 10.000 người. Thế này thì với những cái đồng tiền của quảng cáo mà nhà YouTube nó ăn chia theo tỷ lệ vô cùng tàn khốc, cái này thì cháu lấy đâu ra tiền mà nuôi vợ nuôi con đấy. Thôi thì về cái tình thương ấy, cái sắc lạnh của tình thương của con người dành cho con người như thế đấy. Thì bây giờ kể cả người viết ra bài thơ, hay ta nói là nhà thơ đi, hay là kể cả chúng ta cũng dành cho ăn mày một cái tình thương như thế. Bởi hơn ai hết chúng mình là con người. Bả là con người ấy, thì phải có cái động lòng, cái tình thương giữa con người với con người. Nói chung ấy, thấy cái kiếp sống khó khăn mình đã động lòng rồi, chứ đừng có nói đến là cái gì, cái hành trình vất vả gian lao, cái bước đường khổ ải, và cả cái nỗi lo âu mù mịt về tương lai của những cái học trò của biên ải. Coi như là cái cung đường hành khất của cháu nó bây giờ chưa phải là bước cuối cùng đâu các cụ các mợ ạ. Đấy. Ngày ngày mặt trời mọc, cha và con dắt nhau, cây đàn buông trước ngực, dây trùng nỗi âu lo. Nó đau đến thế là cùng nó đi. Còn thì cái nào mà đi đến tận cùng được. Người khổ quá, bây giờ bị áp bức, bị bất công, bị đánh, bị đập, thì nó là cái sự tàn nhẫn trong tình người. Nhưng mà đây nó khổ quá, ai người ta đi bắt nạt, ai người ta đi đánh đập, ai người ta tàn nhẫn với người ăn mày, cùng lắm người ta không cho thì người ta hát hủi thôi. Nhưng mà tôi con xin các cụ các mợ, bây giờ biết hoàn cảnh cháu nó thế rồi, nhưng mà bản thân thầy cháu cũng đang ăn mày đấy, các cụ các mợ thì thương nhà cháu thì thôi cũng thương theo cái quy luật nây nan của tình cảm. Các cụ các mợ thương nhà cháu thì đừng bắt nạt con học trò nhà cháu. Nhà cháu thì khổ, bởi vì làm sao mà khổ, như nhà cháu đây ấy, thì ít ra cũng còn có một tí công ăn việc làm. Nhưng mà cái còn học trò nhà cháu ấy, nó là luật cái không gian luật, mà sư nó cũng chẳng ra sư đấy. Nó học trường ròng rồi thầy nó cũng chẳng ra thầy, nó cha nó cũng chẳng ra cha, cho nên là cả một cái cuộc đời nhà nó thất bại. Thế thì bây giờ thì cháu sống phải cái cảnh như thế nào? Ra đi chống gậy, ra đi ăn xin từ buổi sáng sớm đến khi ông mặt trời vừa thức dậy ấy, nhưng điểm dừng thì lại hẳn thì không làm sao mà biết được ạ. Nó cứ biết đi thôi. Mà có lẽ là cái gì, tối đâu là nhà ngã đâu là giường, có lẽ là các cháu nó không cửa, không nhà, không nơi nương tựa mới đi ăn mày đến thế. Người con thì vừa làm cái gậy, vừa đói, vừa mất hết cả chi giác, dắt cha đi tìm cái sinh nhai. Nếu mà là gia đình nhà Sầm ấy thì còn bảo là sinh nhai trong lời ca tiếng hát, nhưng mà khổ quá. Nên vợ trẻ thì chồng già, thì nhà cháu phải huy động hết, học trò nhà cháu nó phải huy động hết tinh lực, tinh thần để mà làm ra những cái clip đi gây sự trên mạng xã hội, kiếm lấy tí view, tí like. Đấy. Bây giờ nó còn hạ cấp hơn nữa. Ngày xưa khi mà nó chuẩn bị về Việt Nam ấy, nó bảo là yêu nước, nó quay đầu là bờ. Thì nhà cháu đã nói một cái câu rồi. Hết đường làm ăn ở xứ Bông Kỳ rồi thì bây giờ phải
cả một đời chống cộng, nhưng mà bây giờ nhờ lá cờ của cộng sản phải quỳ mọp xuống dưới lá cờ của cộng sản để xin ăn hạ, xin lòng thương xót của cộng đồng mạng, của cộng đồng người dân Việt ở trong nước, xem những clip đi cho cháu xin một like, một view đi để mà có cái ăn. Thì đến bây giờ nó hạ cấp hơn nữa, cái gậy chống nó cùn cả hai đầu, nó còn không phân biệt được nữa rồi, phải không? Nếu mà nói là cha con nhà Sầm ấy, thì cái kế sinh nhai của người ta là lời ca tiếng hát. Như là đằng này là cha con hay là ông cháu nhà học trò của Viễn Ải ấy, thì họ thực ra các cháu nó cũng đánh đổi đấy chứ. Thực ra thì nói như thế họ cũng không phải ăn xin đâu các cụ các mợ ạ. Họ phải huy động tất cả tinh thần và sự hiểu biết của một tiến sĩ, của một nhà triết học để làm ra những cái clip chửi bới thiên hạ, mong câu like, câu view để lấp đầy cái dạ dày, hay đơn giản nhất là kiếm được cái gì đó đút vào cái lỗ mồm. Cho nên con xin các cụ các mợ đừng có hát hủi học trò nhà cháu. Nhà cháu chân thành. Thế mà nói thực sự như thế chứ bây giờ nó khổ sở thế đấy, nhưng mà cái nỗi lo âu nó được giãn ra đâu. Nó đi đến sự cái tận cùng của sự khổ sở rồi thì là cái gì, đàn thì đeo trước ngực trùng cái nỗi lo âu xuống, cứ trùng xuống chịu nặng xuống một ngày cái nỗi lo cơm áo gạo tiền, làm sao mà cung phụng được. Nói cái cung phụng được khó chứ đủ cái thứ mà đút vào mồm đã tốt lắm rồi. Thế bây giờ nhìn cái hình ảnh cái dây đàn người của cái người hành khất, của người ăn mày, nó trùng xuống, nó chịu xuống đâu, nó có phải là trùng cái dây đàn đâu ạ, nó phải trùng thêm cả cái nỗi lo âu trong cái kiếp người giạt trôi vô định. Bao nhiêu cái lo toan thường nhật về miếng cơm manh áo của con người bình thường nó đã khổ lắm rồi, lao động tự do mà không, rồi nói chung là cái này cũng không phải bàn nhiều đâu đấy. Thế cho nên là những cái lời thơ ấy nó cứ giải bày cái nỗi lòng nó ngập ngùi xót xa về cái kiếp người nó giạt trôi, nó giạt trôi, nó vô định, nó chắc chở, nó gian truân. Thì cái người viết ra cái bài thơ như thế nó phải là cái con người nó đầy cái lòng vị tha nhân ái chứ. Cái tấm lòng của người ta, cái đôi mắt của người ta, cái ngòi bút của người ta cứ dõi theo mãi cái hai cái cha con người ăn mày đến nỗi không mất cả tri giác rồi. Trong chợ sớm hay là chợ chiều. Chợ sớm hay chợ chiều cũng là ngược xuôi, nơi chợ là phồn hoa tấp nập trên bến dưới thuyền, rồi ghi lại những cái cảnh tượng nao lòng. Có lẽ là cái người hôm nay là Viễn Ải là có một tí rượu vào, có khi không thể rơi được nước mắt đấy chứ. Còn bình thường nghe này rơi nước mắt thật đấy. Cái tỉnh táo là rơi nước mắt đấy, nhưng mà đến uống rượu vào lại không rơi nước mắt được. Cha mù hai con mắt, nhìn bằng đôi bàn chân, con đi trong ngơ ngác, tay ngửa nón tay đàn, khổ thế. Bây giờ không biết về cái nhà thơ này ấy, bây giờ Viễn Ải dùng cái từ nhà thơ đấy, nhà thơ này ấy, thì đâu có phải là nhìn chố mắt ra nhìn hay là dưng dưng mắt nhìn nữa. Hình như là ông này ông đang thủ thỉ nói với người đời ấy, chết thôi, ông nói nhẹ nhàng hay là ông tâm tình tâm sự với ai đó. Ôi mọi người ơi, nó cứ nhấn nhá, nó cứ nỉ non từng câu từng chữ một kể về cái tình cảnh của cha con người ăn mày, cho cái người đời xuôi ngược xem mà khổ quá. Đã là cái dòng đời xuôi ngược rồi, ai có thời gian trùng xuống được mà nghe cái tấm lòng của nhà thơ đâu. Cho nên như thế thì Biên Ải mới đưa cái bài thơ này lên, xin các cụ các mợ trên cộng đồng mạng rủ lòng thương. Trước hết là cho Biên Ải một cái like, tăng thêm cho Biên Ải một cái view thì Biên Ải còn có cơ sở, còn gì nhỉ? Chia tâm phát sáng, ban rộng tình thương, đưa ánh sáng, đưa hồng ân của Chúa để mong rằng người đã cứu vớt, cứu rỗi lấy cái linh hồn cha con thằng ăn mày học trò của Biên Ải. Có lại các cụ trên cộng đồng mạng đấy.
Mà cũng nhờ có cái tấm lòng của cái nhà thơ này ấy, thì Biên Ải lại nhìn thấy những cái triết lý, những cái thấy cái triết lý trong cái câu chữ của ông ta. Con hỏi cha nơi đến, cha hỏi con nơi dừng, trời đất ơi, thì ra rằng thì là mà cuộc đời hành khất này, cuộc đời ăn mày của hai cha con này có khác gì tất cả thế nhân, tất cả mọi người. Người ta tính toán chi ly, cơm áo gạo tiền, người ta tính toán những cái gì để vun vén cho hạnh phúc, người ta tính toán những gì để tích lũy cho cuộc đời. Nhưng cha con này cũng phải tính toán nơi đến và nơi đi, phải suy nghĩ thấu đáo đến nơi nào có thể xin được, đi nơi nào cơ hội không còn nữa. Có đúng không ạ? Thế mới có mưu sinh được bằng nghề ăn mày. Nó vượt qua những tất cả những vất vả để tồn tại cái kiếp người, mặc dù đó là kiếp ăn mày. Câu chuyện này đúng là nó ấm lạnh tình người. Nó giữa cái dòng đời bôn ba thế này, giữa cái dòng đời tuôn chảy này thế này, đúng là không biết là giữa cái dòng đời như thế nào. Ôi học trò ơi, ta thương mẹ lắm. Có lẽ nào giữa dòng đời xuôi ngược, ta vô tình phang phập vào nhau. Ồ, ngày xưa học thì khổ khôn ngoan đến thế, đến bây giờ xảy ra nông nỗi này thì thầy biết làm sao hả con ơi? Chuyện của con thì vô cùng cảm thương, thầy biết thế, cho nên hôm nay thầy lên cộng đồng mạng là xin mọi người đừng dửng dưng, mà ôi mọi người đời ơi, hãy dành cho học trò của Biên Ải, hãy dành cho Biên Ải 1%, 1/1000 thôi, nửa cái phần nghìn của mọi người thôi, những cái nỗi lo âu, cái phiền muộn muôn thuở, để cho học trò của Biên Ải có con đường sống. Không phải ngẫu nhiên hôm nọ nó nói đến cái câu chuyện là bánh mì đâu, đi thẩm phán đâu, mà hôm nay nó lên nó bắt đầu bình loạn, nó dở những cái bài lại ông đi qua lại bà đi lại, là bắt đầu nó nói đến phun rô rồi, nó đến thách thức rồi đấy. Thế tóm lại là cái thông điệp này ấy, người ta gửi ở đâu thì nhà cháu cũng không biết. Nhà cháu Bình đến đây thấy đau khổ lắm rồi. Mấy cái câu cuối của bài thơ ấy, không biết là có nên là nói tiếp ra không ấy. Không nói tiếp thì các bác lại bảo là Biên Ải là cái thằng ăn mày rồi, mà còn ăn mày lửng lơ. Thế bây giờ thì thôi, thì xin các bác đoái thương Biên Ải, cho Biên Ải một nai không, Biên Ải bình tiếp thì các bác đoái thương Biên Ải, đừng tẩy chay học trò nhà Biên Ải. Bây giờ nó đã là cái kiếp ăn mày rồi thì khổ lắm, phải không? Không biết là nó có ẩn sâu cái triết lý sâu xa như thế nào, nhưng mà cái giọng điệu ở bốn cái câu thơ cuối cùng ấy, tức là gọi là cái khổ thơ cuối ấy, nó đau lắm, nó chênh chao lòng lắm, nó đắng chát lắm. Nó say như Biên Ải đang tràn trề say ấy. Nó hỏi một cái câu rất là thẳng thốt, nó cứ hay là nó bất chợt nó tuôn ra từ cái nơi nào, hay là tuôn ra từ trong vô thức ấy, nhưng mà nghe nó nghẹn ngào, nó đầy nước mắt, nó nghẹn ngào quá. Con cũng mong các cụ các mợ thì thôi có đồng cảm với cháu, nó có nghẹn ngào thế nào thì nghẹn ngào, chứ đừng nghẹn ngào quá mà tràn dịch màng phổi thì chết con. Thế bây giờ là thêm một cái sự day dứt ngoài học trò của con ra, cái số phận nó nổi nênh như thế này, thì thêm một người nữa trên cộng đồng mạng này mà đau đớn quá, tràn dịch màng phổi, thì con lại thêm dao day dứt vì con đã gây ra tội lỗi. Bởi vì gặp cái thằng học trò ăn mày nhưng lại hỏi người ta là cái gì, thì ra nó ăn mày. Đau lắm, đau đời lắm. Thôi khỏi phải cật vấn nữa. Người ta thì số phận xa xưa của những gia đình nhà sầm ấy, thì họ ăn xin, họ đổi sức lao động ấy, chứ không phải ăn xin đâu, bằng lời ca tiếng hát, nghĩa là bằng chính cái mồ hôi nước mắt. Liệu có phải ăn mày không? Theo Biên Ải không phải ăn mày. Nhưng mà hôm nay cũng có những người mách Biên Ải, xong rồi ném cho Biên Ải cái bài thơ này, và học trò của mày ý như thế. Đau, đau, đau quá.
Thế bây giờ nó không phải dồn tâm dồn sức vào, nó bao nhiêu tinh túy của cái tri thức nó đã học từ trường dòng đồng công rồi, đến bao nhiêu cái tinh hoa của những cái tinh hoa đào tạo của một cái nền giáo dục văn minh xứ Mỹ, để mà đào tạo ra một tiến sĩ bây giờ làm ra những cái clip chửi bới thóa mạ để ăn mày cộng đồng mạng. Đố ai bảo nó là nó sống bằng không phải sức lao động của nó. Cứ nhìn bề ngoài nó đầy người đường bệ nhưng mà lại vô dụng, đấy biết làm gì đâu. Còn nó à, bây giờ á, nó có dựa dẫm ai đâu, nó có núp áo ai đâu. Nó xin và nó xin công khai, nó sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị. Bây giờ nó xin đàng hoàng đấy đi chứ. Bây giờ cũng bảo nó hành khất đâu, nó có hai ngôi nhà đâu, nó phải hành khất. Nói thế thôi. Thực ra giữa thơ và đời thì nó cũng là đời đấy. Người ta viết thơ thì để nặng lòng nhân thế, đau đời lắm, gieo câu gieo chữ nó, gieo câu gieo chữ ở đây trường hợp này không phải là lời lời nhà Ngọc hàng hàng gấm thêu, nhưng mà gieo câu gieo chữ nó hiện thực quá mà nó sâu sắc đến vô cùng. Thầy vừa tan cuộc rượu, hồn còn tràn trề say, gặp trò rồi chợt hiểu, thì ra nó ăn mày. Thế các cụ các mợ thì bây giờ các cụ các mợ thấy là cái ông nào viết ra cái bài thơ này nó kinh lắm nhỉ. Thì ra nó ăn mày, lại còn đánh cái dấu hỏi chấm ấy, hỏi là việc gì mà cần phải hỏi lại không hỏi, mà không hỏi lại thành ra hỏi. Chết thôi. Đấy, câu chữ của nhà thơ nó không phải là dễ, là dễ hiểu đâu các cụ ạ. Nó hỏi, hỏi mà không hỏi, không hỏi mà hỏi mà không hỏi, hỏi mà lại hỏi, người ta hỏi là câu hỏi tu từ mà nó không tư tủ. Rồi vớ vẩn là đến tư túi đấy. Câu hỏi nó móc trần cái nhân tính, nó cứ thấm đẫm cái triết lý. Đấy, nó phơi bày ngồn ngộn những cái lẽ đời, những cái lẽ điều. Ai biết đâu đấy, kể cả những cái nhà triết học minh triết như là tiến sĩ luật minh triết như thế, có hiểu được những cái từ trong những lời thơ nó diễu nhại hay không, tưởng đùa mà hóa ra nghiêm trang. Tưng tửng đau thương mà tưng tửng mà đau thương, nhưng mà có khi lại lắng đọng lắng sâu để cho người ta giật mình. Không biết là cái mấu chốt của tư tưởng mày nó có phải là cái mốt của những cái thằng ăn mày muốn người ta gửi, người ta quảng bá cho mình trên không gian mạng hay không. Nhưng mà tôi khẳng định cái người viết bài thơ này rất là thành công cũng nhờ những cái câu thơ độc đáo, đầy cái độc đáo, rất là độc đáo, rất là sáng tạo, nó là linh hồn của tác phẩm. Thầy vừa tan cuộc rượu, hồn còn tràn trề say, gặp trò rồi chợt hiểu, thì ra nó ăn mày. Mày đâu?